Kính chào quý vị khán giả. Nếu còn phân vân chưa biết du lịch ở đâu vào cuối tuần này thì các điểm đến tại Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ là lựa chọn lý tưởng cho quý vị. Thời tiết cả hai khu vực này sẽ đều tạnh ráo và có nắng. Dự báo thứ bảy, Thanh Hóa và Vinh có chút mưa phùn vào buổi sáng, đến trưa chiều sẽ hửng nắng ấm 25-26 độ. Từ thành phố Đồng Hới trở vào Phan Thiết và các thành phố của Tây Nguyên như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột thì có nắng từ sáng đến chiều, nhiệt độ vẫn ở mức dễ chịu 29-32 độ. Thành phố Huế sẽ có nắng từ mai đến thứ hai tuần sau. Đây sẽ là 3 ngày thời tiết đẹp để quý vị ghé thăm chùa Thiên Mụ, một trong những ngôi chùa cổ kính và đẹp nhất của cố đô. Từ thứ ba đến thứ sáu tuần sau, trời sẽ chuyển mưa trở lại do tác động của không khí lạnh, nhiệt độ cũng giảm mạnh, ban ngày xuống chỉ còn là 23-24 độ. Còn với thành phố Pleiku, do đang giữa mùa khô nên mưa rất ít. Trong 7 ngày tới, chỉ duy nhất có một ngày thứ tư là có thể có mưa, còn lại các ngày khác đều tạnh ráo hoàn toàn, nhiệt độ cao nhất là 27-31 độ. Do địa hình cao nên về đêm và sáng sớm ở đây sẽ chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất là 17-19 độ. Trở ra Bắc Bộ, chuỗi ngày mưa ẩm sẽ kết thúc từ trưa mai, trời chuyển nắng đến hết thứ hai tuần sau. Các kế hoạch vui chơi ngoài trời, khám phá thủ đô của quý vị sẽ được thuận lợi. Từ thứ ba tuần sau, sẽ có không khí lạnh về, trời chuyển nhiều mây và có mưa trở lại. Nhưng mà có gió đông bắc nên sẽ khô nhanh, không bị nồm ẩm. Trời chuyển lạnh, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn là 19-21 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, 7 ngày tới sẽ đều là những ngày nắng mạnh. Trong đó thì từ mai đến thứ ba sẽ xảy ra nắng nóng 35-36 độ. Quý vị chú ý các biện pháp chống nắng khi vui chơi ngoài trời. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.